Rồi, chào mừng các bạn đến với buổi chữa đề ngày hôm nay. Chúng ta có đề tiếng Anh lớp 6, huyện Bình Giang, mã đề 2.2 trước nha. À, đầu tiên là West Kim. Bạn Kim ở đâu thì phần này thầy đã chữa buổi sáng nay rồi. Bây giờ thầy sẽ hiển thị đáp án cho các bạn, mã đề 2.2 nhé. Câu 1, đáp án là A, in the garden. Câu 2, câu 2 này, what's under mom's head? cái gì ở dưới mũ của mẹ? Đáp án là B. Bạn này làm chính xác này. Câu 3. What does Mary want for supper? Mary muốn gì cho bữa khuya? Đáp án là 3C. Meat and tomato. Câu 4. Which woman is Sam's teacher? Người phụ nữ nào là là cô giáo của Sam? Đáp án 4B. Bạn này làm đúng này. 4B. Cô ấy đang mặc một cái chân váy và t-shirt áo phông. Chúng ta có câu số 5, What's Anna doing? Anna đang làm gì? Và đáp án chính xác là 5A. Bạn ấy đang painting a picture, đang vẽ một bức tranh. Phần tiếp theo nữa là bài tập số 2. Nghe đoạn hội thoại này, chúng ta có đáp án ở đây rồi. Câu 1 là true. Câu 2 là false. Bạn ấy làm chính xác này. Câu 3, there are 13 students in his class. Đáp án 3, false. Câu 4. Đáp án 4 true. Câu 5. Đáp án là 5 là à, ok. Đề năm nay là Mr. Young. À, à sáng nay thầy chữa xem cái đề sáng nay nó là cái gì. Chờ thầy xíu nha. Câu 5 thầy không nhớ rõ, không nhớ chắc chắn nó là rồi, trong đề thi của chúng ta, các bạn còn nhớ cái phần thầy ôn luyện cùng các bạn không? Ở trên lớp ấy, chúng ta đã ôn cái đề này cũng khoảng được một hai lần rồi đúng không? Thì hầu hết cái phần nghe listening này là chúng ta đã trúng tủ, bạn nào mà học kỹ thì là chăm chú thì ở trên lớp là hoàn toàn làm được rất là dễ dàng. Cái phần này trên lớp đã ôn trúng cái đề này, trúng cả hai cái bài này luôn này. Trong đó cái câu cuối cùng năm này là false, đáp án chính xác là false. <laughs> rồi cả cái đề này cũng 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 có vẻ như chúng ta ôn xong rồi ôn rồi gặp chút cái đề này rồi ok câu 1 này thầy đọc nhá bed picture và poster đáp án chính xác là một a <laughs> à. câu số 2 nào noisy noisy là âm giờ subbed âm sờ đúng không và busy âm giờ vậy chúng ta có đáp án chính xác là 2 b chúng ta chuyển sang bài tập 2 la mã này is hanoi Smaller than Ho Chi Minh City. Câu này quá là dễ đúng không? Hà Nội có phải là nhỏ hơn Hồ Chí Minh không? Chúng ta có tính từ so sánh. Smaller. So sánh hơn ở đây. Nhỏ hơn. Ok. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nào. <laughs> Life in Hà Nội is... Cuộc sống ở Hà Nội thì sao ạ? More expensive than that in Hải Dương. Ở đây chúng ta có hai đối tượng so sánh là Hà Nội và Hải Dương. Với hai đối tượng này thì các bạn sẽ sử dụng sự so sánh hơn. Và ở đây chúng ta có tính từ dài là expensive. Vậy đáp án là more expensive, đắt đỏ hơn. Đáp án 2A. À. Câu số 3 nào. Can you pass me the pen please? Cậu làm ơn đưa tôi cái bút được không? Và nếu đồng ý thì ta trả lời sure, here you are. Chắc chắn rồi, của cậu đây. Đáp án 3A. À. Câu 4. The countryside doesn't have many cars and motorbikes. Tết thêm miền quê thì không có nhiều xe hơi và xe máy. So it's, it's very peaceful. Nó rất là yên bình, thanh tĩnh, yên tĩnh thanh bình đúng không? Chúng ta có peaceful là đáp án của chúng ta. Vậy là 4C. Câu số 5 nào? Can you tell me the way to the supermarket? Okay, hỏi đường thì chúng ta sẽ sử dụng là can you tell me, can you show me? Ok could you please tell me the way to the, the, the supermarket. Câu này đáp án là 5B câu 6 there isn't any sugar in the jar. Ok, ở đây là câu phủ định isn't là không có cái gì và sugar là danh từ không đếm được. Cho dù vậy thì chúng ta hay dùng any trong câu phủ định này và vì vậy nên câu này đáp án 6 là B. Câu số 7 where's the ừ, cái gì ạ? À? Cái gì đang ở đâu? I need to put one on my foot. Tôi cần cho một cái vào chân của tôi. It hurts, nó rất là đau. Vậy thì khi đau ta cho cái gì ạ? Ở đây có sun cream là kem chống nắng, có vẻ như ta không cần nó. Sleeping bag là túi ngủ, ta cũng sẽ không cần nó. Câu C là plaster, plaster là là băng gạc vết thương khi các bạn bị đau bị sưng bong gân gì đó người ta hay băng bó với hoặc là các bạn có plaster là băng gạc vết thương trong một bài của unit 4 hay unit 5 phải trên lớp chúng ta đã học rồi thì chúng ta sẽ có từ plaster là băng gạc vết thương là đáp án của câu này nhé khi ta bị đau thì ta sẽ dùng uh, bị thương ấy thì ta sẽ dùng cái băng gạc này để băng bó hoặc là che cái chỗ vết thương lại Seven, six, 7c 7c nhá. Câu số 8 you shouldn't shouldn't là should là trợ động từ và nó sẽ đi với các bạn nào bật ra ngoài cho ngoài cho thầy đi you shouldn't shouldn't là trợ động từ và nó phải đi với động từ verb nguyên thể không chia câu 8 đáp án là b câu này khá là dễ rất đáng tiếc là bạn này làm sai mất rồi Chúng ta sang câu tiếp theo nào. I live in a wonderful neighborhood. Câu này chúng ta đã trúng đề này. Các bạn ở Hùng Thắng thì các bạn ấy đã học cái đề này quá nhiều lần rồi. Ok, chúng ta cùng xem lại một cái. Đây chính là mã đề 6125. Là mã đề gần nhất mà chúng ta vừa ôn xong. Ok, ờ, các bạn Hùng Thắng đã được ôn cái mã đề này. 6125 nha. Chính xác là một tuần, cách đây chưa đầy một tuần. À, một tuần. I live in a... Okay. Đáp án của câu này thì như sau như các bạn đã nhìn thấy rồi nhé. Thầy sẽ đọc cái đáp án này luôn này. <laughs> câu 1. I live in a wonderful neighborhood. Tôi sống ở một uh, vùng, một nơi tuyệt vời. Các bạn sẽ chọn đáp án là A. Câu 2. là uh, it is quiet but very convenient. Nó rất là yên tĩnh nhưng mà cũng rất là thuận tiện. Câu 2 thì là... Um, is 2B Câu số 3. Câu số 3 chúng ta có đáp án gì ạ? There is a grocery store. Có một cửa hàng tạp hóa này. A grocery store. Các bạn sẽ chọn đáp án 3 là A. Câu 4 nào? I go jogging around the park every morning. Every morning. Đáp án 4 C. Câu số 5 nào? Câu số 5. Um, but there are no schools. Các bạn nhìn thấy schools là danh từ số nhiều. Không có những trường học. Vậy thì chúng ta sẽ nói there are. Thế à, ở đây sẽ là đáp án 5C. Đây chính là đề mà chúng ta đã học rồi. Như vậy là chúng ta đã ôn chúng tủ khoảng rất là nhiều đề đấy. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của đề thi này. Thầy vừa giải đáp xong rồi. Xem bạn này bạn ấy chọn có đúng không nhỉ? Uh, ok, uh, đề này nó hơi khác một tí này. Câu 1, I live in a wonderful neighborhood. Câu 1 của bạn này làm đúng này. Câu 2, there is. Bạn này làm đúng này. Câu 3, uh, of having a bookstore. Ok, bookstore là chính xác bởi vì I love reading books. Tôi thích đọc sách, vậy thì tôi rất là hạnh phúc, rất là thỏa mãn, satisfied. Tôi rất là hạnh phúc vì có một cái bookstore, một cái cửa hàng sách ở trong nơi ở nơi tôi sống bởi vì tôi thích đọc sách. Ok, câu tiếp theo là câu 4 của cái đề thi 2.2 này, nó là I go jogging. Tôi đi thể dục chạy bộ. Ok, bạn này làm chính xác này. Câu 5, but there are uh, no schools. Ok, chỗ này các bạn phải chọn C nhá. There are, there is, chứ không phải they are đâu. Ok, hơi đáng tiếc với câu 5 của bạn này. <laughs> Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo rồi nhá, Trang. Thầy sẽ đọc và dịch trên cái bài này để cho các bạn hiểu các bạn đã thi, đã trải qua cái gì nhá. Nha Trang is a seaside resort situated in Nha Trang Bay. Surrounded on all three sides by mountains and widely considered as one of the world's most f beautiful bays. Nha Trang is located in Kanghua Province, about 450 kilometers to the north of Minh City and about 1,200 kilometers to the south of Hanoi. The best time you uh, can visit. Nyachang is from January to August when the weather is ideal to bathe and to relax. Nyachang has many beautiful sites such as P'anaga Tower Temple's Chong Rocks in island, Che Island Bao Dai Villas, the White Buddha statue, the Water Palace, Lasan Hill, La River etc. Recently Nyachang is getting famous for the Vinpearl Resort, which attracts many foreigns and domestic tourists. Trong này người ta đã gợi ý cho hai từ đắt giá cho chúng ta đó là domestic tức là trong nước và um, foreigns là nước ngoài. Sẽ có một câu hỏi liên quan đến hai từ mới mà người ta đã gợi ý cho các bạn ở đây. Tại dịch cái bài này nha. Nha Trang là một cái khu nghỉ dưỡng ở gần biển, tọa lạc ở vịnh Nha Trang. Uh, <laughs> OK, nó được bao quanh bởi ba phía là núi và được uh, xem như là một trong những cái vịnh đẹp nhất trên thế giới. Nha Trang đặt ở Khánh Hòa, ở tỉnh Khánh Hòa và nó cách khoảng 450 cây số về phía bắc của Hồ Chí Minh, cũng như là cách khoảng 1.200 cây số về phía nam của Hà Nội. Thời điểm tốt nhất để đi thăm Nha Trang là tháng 1 tới tháng 8 khi mà thời tiết thì lý tưởng ideal là lý tưởng để mà tắm nắng và relax là thư giãn nha trang có rất nhiều cảnh đẹp như là những cái địa điểm này abc này này nha trang thì đang trở nên nổi tiếng bởi gần đây có cái resort vinpearl cái này là đã thu hút rất nhiều du khách việt nam và quốc tế nội địa và quốc tế câu 1, có phải nha trang là một cái resort gần biển không chính xác các bạn đọc câu một là đúng rồi này seaside resort Câu số 2, Nha Trang, Vịnh Nha Trang được bao quanh bởi cái gì? Các bạn có thể thấy, bởi câu số 2 thì nó nói, câu ở vế số 2 của câu 1 nó nói rằng nó được bao quanh bởi các ngọn núi, đúng không? Mountains. Rồi, tắt sang câu tiếp theo. đây à, cái đề này nó hơi mờ quá ta. Rồi, câu số 3, How far is it from Nha Trang to Hà Nội? À, khoảng cách từ Nha Trang tới Hà Nội là bao nhiêu? Đáp án B là chính xác. Vừa dậy, nãy thầy đọc thì thấy khoảng cách tới Hà Nội là 1.200 cây, còn tới Hồ Chí Minh là 450 km. Đấy nhá. Câu số 4 Why is uh, from January to August the best time? Um, đề này câu hỏi nó hơi cụt chuối Câu hỏi về mặt ngữ pháp thì câu hỏi này nó phải hỏi là Why um, January Why January and August Why January to August is the best time to visit Nha Trang Thì mới đúng Rõ ràng là ban kiểm duyệt của huyện Họ thiếu hẳn một ban kiểm duyệt để kiểm soát chất lượng đề thi Ok, nào chúng ta cứ giải quyết vấn đề này Câu này tại sao mà tháng 1 từ tháng 8 được coi là tháng uh, thời gian tốt nhất để thăm Nha Trang? Bởi vì thời tiết thì lý tưởng để tắm nắng và thư giãn. Câu 4A là đáp án chính xác của chúng ta. Câu số 5, who does the Viper Resort attract to visit? À, uh, tại Resort này uh, thu hút những ai? Trong bài này người ta nói rằng thu hút cả Việt Nam và quốc tế đúng không? Cả nội địa và nước ngoài. Vậy đáp án của chúng ta là C, cả A và B. A là khách du khách của Việt Nam, B là du khách từ các quốc gia khác, C là cả hai đối tượng trên. Như vậy câu 5 đáp án chính xác phải là C, hơi đáng tiếc đối với bạn bạn Quỳnh Anh này, bạn ấy có của bạn nào để có cái đề mà có cái đáp án mà chúng ta không chọn C, hơi đáng tiếc nhá. Rồi, câu tiếp theo phần writing they don't have many times to decorate their house before Tết. Họ không có nhiều thời gian để trang trí nhà cửa trước Tết. Câu này đáp án là gì ạ? Là B, các bạn sẽ chọn B nó sai chữ many này. Time là thời gian không đếm là danh từ không đếm được, Và các bạn sẽ don't have much time. Chúng ta sẽ nói they don't have much time thì mới là chính xác. Các bạn chọn B là đúng rồi. Life in the city is more noisy. Noisy là tính từ ngắn. Theo quy tắc của nó bởi vì nó kết thúc bằng chữ y dài này thì ta sẽ có một tính từ ngắn ở đây và theo đó thì các bạn sẽ thể hiện sự so sánh hơn bằng cách nói noisier ở, ở này cáp đán các bạn đáp án các bạn chọn C là đúng rồi <laughs> phần hai writing the Mekong River is bigger than the Red River OK ở chỗ này các bạn làm sai này có thể giảm khảo hoặc là giáo viên nhà trường người ta vẫn châm trước nhưng nếu mà áp dụng quy tắc so sánh hơn thì chỗ này phải gấp đôi chữ G mới đúng Các bạn nhé à, okay. câu này câu gốc nó nói rằng là sông Hồng thì ngắn hơn sông Mekong sông Mekong thì dài hơn sông Hồng ở đây là bạn này bạn ghi longer ok chính xác chính xác sorry các bạn nhưng mà bạn ấy ghi chữ nghĩa thế nào nó nhìn nó hơi khó nhìn rồi câu số 2 nào như vậy câu một là chính xác như thế này các bạn nhé is longer không gấp đôi cái chữ g gì cả nãy thầy nhìn nhầm trắng big vì bạn này bạn viết chữ hơi xấu quá câu số 2 là there are a lot of great outdoor activities in my neighborhood ok chính xác nhé có rất nhiều hoạt động uh, tuyệt vời hoạt động ngoài trời tuyệt vời ở nơi tôi sinh sống there are a lot of chính xác nha. Câu số 3, students shouldn't play cards for money at Tết. Ok, play cards for money là chơi bài kiếm tiền vào ngày Tết. Ở đây là học sinh không nên chơi bài kiếm tiền vào ngày Tết. Đó là một cái tệ nạn không tốt Bài thứ ba của chúng ta là Writing Viết một đoạn văn ngắn để mô tả về cái gì Một cái địa điểm mà bạn biết Mà ok Người ta gợi ý rằng như sau Đó phải là một địa điểm mà thu hút thu hút du lịch attraction là sự hấp dẫn tức là gì ạ cái địa điểm đó hấp dẫn cái gì nó tên là gì nó ở đâu bạn làm sao để đến đó uhm, nó có cái gì hay ho và bạn làm gì ở đó cái bài này thì thầy đã gợi ý rất là nhiều quá là nhiều lần rồi đúng không chúng ta có một bài nói về vịnh hạ long này đúng nhỉ đây chúng ta đang có vịnh hạ long và đây chính là bài mà chúng ta đã ôn chúng tủ cái bài này Ha Long Bay is a famous tourist attraction in Vietnam. It is in Quang Ninh province. It is about four hours by taxi or by bus from Hanoi. You can get there by a helicopter. Như vậy các bạn có thể đến Hạ Long bằng taxi hoặc xe buýt hoặc là bằng cả máy bay trực thăng nếu có gia đình có điều kiện. It has many beautiful landscapes, spectacular caves and limestone. Nó có rất nhiều cảnh đẹp này, hang động ngoạn mục và những núi đá vôi hùng vĩ. The sea is clean and the seafood is delicious. Rồi, right. và chúng ta có thể làm gì ở đó nhỉ? People visiting Ha Bay can take a boat trip. Chúng ta có thể đi du lịch bằng thuyền, go sightseeing, là đi ngắm cảnh, or enjoy outdoor activities, hoặc tận hưởng các hoạt động ngoài trời như là swimming in the sea, bơi ở biển, này, walking on the sand, là đi bộ trên cát, taking photos, chụp ảnh, chụp ảnh tự sướng, collecting shells, nhặt vỏ sò hay là making sand castles là xây lâu đài cát vân vân. Ok, như vậy là thầy đã vừa chữa xong cái đề này và hướng dẫn các bạn nào gợi nhớ lại cho các bạn cái phần chúng ta đã ôn tập rất là kỹ, cực kỳ là kỹ càng liên quan đến Vịnh Hạ Long, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và nó quá là phù hợp để cho các bạn điền vào cái đoạn văn này. Biết một đoạn văn ở đây, ít nhất thì bạn sẽ trả lời được câu hỏi nó ở đâu ở tỉnh Quảng Ninh. Thứ hai là chúng ta có thể đi đến đó bằng bằng xe bus, bằng taxi và nó có cái gì nhỉ? Nó có beautiful landscapes này, nó có beautiful caves hang động và beautiful limestone gì gì đó đúng không nhỉ? các bạn có thể nói island cũng được rồi và what can you do there bạn có thể làm gì ở đó we can play football play volleyball play badminton rồi chúng ta còn có thể làm gì go sightseeing take a boat trip make sand castles enjoy seafood nó có cái gì có gì đồ ăn ngon đúng không seafood is delicious và có đó, như như thầy vừa nói có nhiều cảnh đẹp có đồ ăn ngon có hang động có núi núi đá vôi OK, rồi đề 2.2 của chúng ta kết thúc ở đây nhé. OK, để thầy sẽ gửi video cho các bạn ngay bây giờ nhà, cho các bạn một ngày tốt lành.